Thưa quý vị, quả lựu không chỉ thơm ngon, đẹp mắt mà còn giàu dinh dưỡng, chứa nhiều hợp chất có lợi. Quả lựu là một trong những loại trái cây tốt nhất cho sức khỏe và được đánh giá là loại quả mà chúng ta nên ăn thường xuyên. Vâng, theo truyền thống, lựu được biết đến như là biểu tượng của sức khỏe, con đàn cháu đống và cũng là một loại thảo dược tự nhiên. Những lợi ích sau đây của quả lựu đối với sức khỏe rất có thể sẽ khiến bạn bất ngờ. Lựu hay còn gọi là thạch lựu là một loài cây ăn quả, thân gỗ nhỏ, có chiều cao phát triển tối đa từ 5 đến 8 mét. Lựu có nguồn gốc Tây Nam Á và được phát hiện lần đầu tiên tại vùng Caucasus từ thời cổ đại. Quả lựu là một trái cây có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. 1. Hạt lựu cải thiện trí nhớ. Chất polyphenol được tìm thấy nhiều trong hạt và nước ép lựu giúp cải thiện trí nhớ sau giải phẫu, đặc biệt giúp bảo vệ mạnh mẽ và lâu dài trong lĩnh vực duy trì bộ nhớ. 2. Ngăn ngừa bệnh tim mạch. Nước ép quả lựu rất giàu polyphenol và chất chống oxy hóa cùng với chất xơ và các hợp chất có giá trị khác có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol, ngăn ngừa bệnh tim. 3. Tốt cho phụ nữ mang thai. Trong quá trình mang thai, phụ nữ cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể như chất xơ, sắt, vitamin và khoáng chất. Quả lựu là trái cây chứa nhiều niacin và axit folic, đóng vai trò rất quan trọng cho quá trình phát triển của thai nhi. Ngoài ra, quả lựu cũng giúp cải thiện lưu lượng máu cho em bé. 4. Ngăn xơ vữa động mạch. Xơ vữa động mạch là một trong những nguyên nhân chính gây đột quỵ, đau tim và huyết áp cao. Nhưng bạn có thể ngăn chặn các bệnh nguy hiểm này bằng cách ăn lựu hoặc uống nước ép lựu. Hợp chất trong quả lựu có khả năng kiểm soát cholesterol rất tốt. 5. Chống lão hóa. Các gốc tự do tác động đến các tế bào khiến cho bạn bị lão hóa và nhìn thấy điều đó rất rõ ở các nếp nhăn. Hợp chất polyphenolic trong lựu là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể trì hoãn quá trình lão hóa. Vì vậy, ăn lựu giúp da của bạn sáng hơn trong một thời gian dài.